Chào các bạn, ngày hôm nay thì CCL Magic xin được giới thiệu với các bạn platform của CCL Magic đã gần đây đã áp dụng cho các học viên với một mục tiêu đó là giúp cái việc luyện tập CCL của các học viên không chỉ hiệu quả hơn mà còn phải rất là tiện lợi cho các bạn, và chúng ta sẽ khám phá những chức năng của platform ngay sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ phải truy cập vào website. Vào website đó là cclmagic.com. Khi mà vào website thì mỗi học viên sẽ được cung cấp một student ID, và bạn click vào student login như thế này. Và khi vào trang cá nhân của bạn thì các bạn có thể thấy được bên góc trái sẽ gồm 3 menu, đó là dialogues sẽ bao gồm các đoạn hội thoại, glossary sẽ gồm là tất cả những cái từ vựng theo các cái chủ đề thường gặp trong CCL. Và khi mà các bạn đã nghe hội thoại, học từ vựng mệt mỏi rồi thì các bạn sẽ có thể là chơi game rất là thú vị. Và lúc đấy chúng ta sẽ là vừa ôn lại kiến thức mà vừa giải trí. Thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái menu đầu tiên, đó là các đoạn hội thoại. Thì các bạn có thể thấy ở đây đó là có rất nhiều các cái file audio mà CCL Magic, các trainer đã biên soạn riêng và thu âm cho các bạn. Và các cái audio này thì đều được thiết kế rất là sát với đề thi thật, để các bạn có thể là luyện tập ở trên này, vừa là tăng cái vốn từ vựng, vừa tăng kỹ năng thông dịch, và sẽ giúp các bạn là khi mà chúng ta vào cái bài thi thật sẽ không bị bỡ ngỡ nữa. Thì ở đây tất cả các cái audio đã được chia thành các cái chủ đề khác nhau, rất nhiều chủ đề ở đây. Và nếu mà các bạn muốn luyện tập một chủ đề nào đặc biệt, ví dụ ở đây tôi muốn luyện tập chủ đề là medical chẳng hạn, thì tôi có thể đánh medical vào trong phần topic. Và sẽ thấy là ba cái audio ở trong topic medical. Và đối với mỗi audio thì sẽ có ba cái nút như thế này. Đây là nút play, là bạn sẽ bật cái file audio này. Nút pausing để mà bạn dừng lại. Và cái nút ở đây là khi mà các bạn muốn xem được transcript của toàn bộ đoạn hội thoại thì các bạn sẽ có thể xem ở đây. Chúng ta sẽ cùng thử với một đoạn hội thoại chicken pox, có tên là như vậy. Và chúng ta sẽ bắt đầu ấn vào play để nghe đoạn hội thoại. This dialogue is between a Vietnamese woman whose daughter has chickenpox and her GP. Dialogue begins now. Xin chào bác sĩ, làm ơn hãy kiểm tra giùm con gái của tôi Olivia. Nó sốt suốt đêm và trên người nó nổi đầy những mụn rột. Và như vậy là sau khi chúng ta nghe xong một câu thì các bạn sẽ ấn vào pause ở đây và các bạn sẽ bắt đầu dịch, tự luyện tập dịch cái phần mà câu mà các bạn vừa nghe được. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục đoạn hội thoại bằng cách là chúng ta ấn vào play như thế này. Yes, I'll take her temperature and have a look at the rashes. Her temperature is 39 and these rashes have red spots. Your daughter has chicken pox. Và chúng ta cứ liên tục như vậy, chúng ta pause và chúng ta dịch, xong chúng ta lại tiếp tục và lại pause. Và nếu mà các bạn muốn xem transcript á, thì các bạn sẽ ấn vào đây. Và chúng ta ấn đây. Và hệ thống sẽ hỏi bạn là bạn đã nghe được nhiều hơn 2 lần hay chưa. Bởi vì ở tại CCL Magic thì các trainer vẫn thường nói với các học viên là đối với một file audio thì các bạn cần nghe ít nhất là 2 lần. Để làm sao có thể nắm được rõ các cái từ vựng, nắm được rõ ý trong đoạn hội thoại, và chúng ta luyện rất là tốt cái khả năng thông dịch của chúng ta trong cái đoạn hội thoại đó, cho nên là 2 lần là ít nhất. Và ở đây nếu mà bạn chưa làm tới 2 lần nhưng mà bạn muốn xem transcript thì sẽ sao? Đấy, báo hiệu đây là bạn đã không thành thật rồi, và tốt nhất là các bạn nên quay lại và luyện tập tiếp theo đúng những gì mà trainer đã hướng dẫn, tức là chúng ta phải nghe dịch 2 lần và hệ thống sẽ show ra transcript cho các bạn để các bạn đối chiếu. Đó, có rất nhiều chủ đề, chúng ta sẽ có thể đổi chủ đề ngay là chủ đề housing. Ở đây thì sẽ đây như vậy, hoặc là legal. Đây, có rất nhiều chủ đề audio trong chủ đề legal như vậy. Thì đó là phần menu các đoạn hội thoại. Và sau khi mà chúng ta luyện dịch xong thì các bạn sẽ cần phải ôn từ vựng, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta sẽ có phần từ vựng, có rất nhiều các cái từ vựng mà các trainer tại CCL Magic đã biên tập theo từng nhóm chủ đề ở đây.
và có nghĩa có tiếng Anh, có nghĩa tiếng Việt, có pronunciation cho các bạn. Và khi mà các bạn có thể tra lại để gợi nhớ cho mình cái từ vựng mà các bạn đã học rất là nhanh chóng. Ví dụ như ở đây tôi muốn tra nghĩa của từ builder chẳng hạn, khá là dễ, thì sẽ biết là nó sẽ trong chủ đề housing và nghĩa tiếng Việt của nó là thầu xây cất. Đó là khi mà các bạn cần tìm nghĩa của một từ tiếng Anh, hoặc các bạn có thể cần tìm nghĩa của một từ tiếng Việt, như các bạn đánh ở đây là thầu xây dựng, thầu xây cất, đây thì nó sẽ hiện ra là builder. Như vậy cái việc luyện tập từ mới của bạn nó sẽ rất là đơn giản, các bạn sẽ không phải ghi vào chép vào một cái quyển sổ rất là dày, sau đó thì tra rất là khó khăn. Đây thì tất cả sẽ tiện lợi, chỉ cần click vào ô tìm kiếm và gõ cái nội dung mà bạn cần tìm kiếm là xong, và bao gồm các cái chủ đề mà thường gặp ở trong CCL. Và CCL Magic thì luôn luôn update các cái từ mới này, nên là cái hệ thống này sẽ càng ngày cái từ vựng nó sẽ càng nhiều hơn cho các bạn. Và đây thì sẽ có Medical, Social Security, Legal, Housing. Và sau khi mà chúng ta luyện tập từ vựng và các đoạn hội thoại mệt rồi, chán rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang phần game, vừa học vừa chơi rất là thú vị. Và ở đây thì hệ thống đã có rất nhiều các cái hình thức game để các bạn chơi cho đỡ chán. Thì có thể là shuffle card ở đây. Ở đây có rất nhiều cái này. Đó. Hoặc là hangman. Cái này thì nó giống như là đồ hình bắt chữ vậy. Thì sẽ có nghĩa tiếng Việt ở đây và sẽ yêu cầu bạn là phải gõ từ tiếng Anh chính xác vào. Đó. Ở đây tôi không biết cái này. Granny flat, nhà nhỏ sao vừa. Thì tất cả những cái game này nó sẽ giúp cho bạn nhớ từ vựng rất là lâu, hoặc là có thể là flip cat ở đây. Hoặc là flat of bits. Đó. Guess meaning sẽ bao gồm là có cả tiếng Anh và tiếng Việt, chúng ta sẽ phải liên tục chuyển đổi giữa Anh Việt, Việt Anh, Anh Việt, Việt Anh. Vậy sẽ làm tăng cái khả năng thông dịch của các bạn rất là nhiều, cái khả năng phản ứng nhanh. Đó là tất cả những cái tiện lợi mà platform của CCL Magic mang lại cho các bạn trong cái quá trình học. Các bạn sẽ không cần phải mệt mỏi trong cái việc là lưu giữ file, bố trí cái bài học luyện tập cho mình như thế nào. Bởi vì tất cả đã có ở trên platform này rồi, thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào platform và luyện tập theo đúng những cái gì mà trainer đã hướng dẫn ở trên lớp. Và thêm đó là sự chăm chỉ, cần cù, thì chúng tôi tin rằng là phương pháp hiệu quả được hướng dẫn bởi các cái trainer tận tâm, công cụ hỗ trợ đầy đủ, thì sẽ giúp các bạn pass CCL rất là nhanh chóng và hiệu quả. Còn nữa thì cảm ơn các bạn.